Vào sáng ngày 7 tháng 11 năm 2018, Bộ Tài chính đã tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo luật chứng khoán sửa đổi tại khu vực phía Bắc. Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải tham dự và phát biểu tại hội thảo. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho biết, thời gian qua, luật chứng khoán cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo lập khung khổ pháp lý tương đối đầy đủ, đồng bộ, điều chỉnh toàn diện hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán ngày càng phát triển và trở thành kênh thu hút vốn đầu tư dài hạn cho nền kinh tế, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội. Đến ngày 31 tháng 10 năm 2018, đã có 1.537 công ty niêm yết và đăng ký giao dịch với giá trị vốn hóa thị trường đạt khoảng 3.859.000 tỷ đồng, tương đương với 77,1% GDP. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, trong quá trình triển khai, luật chứng khoán cũng đã bộc lộ nhiều bất cập cần phải được sửa đổi nhằm hướng tới việc hoàn thiện thể chế, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển của thị trường chứng khoán, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Dự thảo luật sửa đổi bao gồm 10 chương, 137 điều với 8 nhóm chính sách đã được chính phủ thông qua, trong đó bao gồm nhiều quy định mới được sửa đổi bổ sung, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Về những cái điểm mới trong cái dự thảo luật chứng khoán lần này thì có rất nhiều những cái điểm mới. Ngoài việc chuẩn hóa các cái khái niệm, các cái giải thích thuật ngữ tại cái chương về quy định chung thì chúng tôi cũng có quy hướng tới quy định các cái nội dung liên quan đến chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán chứng khoán riêng lẻ, liên quan đến vấn đề về công bố thông tin, về quản trị doanh nghiệp, nâng cao về cái tính đại chúng, cái điều kiện về công ty đại chúng, liên quan đến cái việc mà giấy phép của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, cũng như là quy định các cái dịch vụ của công ty chứng khoán được phép làm gắn với các cái nghiệp vụ chứng khoán. Và đặc biệt lần này thì chúng tôi cũng đề xuất với Quốc hội là nâng cao, bổ sung thêm cái thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong cái việc mà thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán. Liên quan đến các cái quy định của luật chứng khoán thì hiện nay chúng tôi cũng tính đến, thứ nhất là cái sự đảm bảo về cái tính an toàn trên thị trường, cũng như là tiện cận với các cái thông lệ quốc tế, những cái mới trên thị trường. Tôi cho rằng là cái chất lượng của dự thảo rất là tốt và dự thảo đã đáp ứng được ba cái yêu cầu rất quan trọng đối với bất kỳ thị trường chứng khoán nào, đó là minh bạch và chuyên nghiệp và tiệm cận thông lệ quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang hội nhập rất là sâu rộng. Về cái mong muốn của cá nhân tôi đối với cái dự thảo luật lần này thì tôi cho rằng là có lẽ cũng cần phải tiếp tục tiếp thu ý kiến của đặc biệt là các thành viên thị trường cũng như là các chuyên gia, rồi cả thông lệ quốc tế nhiều hơn nữa để nó sát hơn so với cái yêu cầu thực tiễn hiện nay, cũng như là phải tính đến cho câu chuyện là 10 năm tới hay là 15 năm tới. Chẳng hạn như là dự thảo luật cũng cần phải tính đến yếu tố hội nhập của Việt Nam chúng ta sau khi ta tham gia CPTPP, rồi hiệp định Việt Nam EU thì hội nhập về tài chính, về chứng khoán nó sẽ như thế nào. Tôi chỉ xin kiến nghị hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là tăng thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thì trong luật kỳ này cũng chưa nêu bật được một cách mạnh mẽ. Mà cái này là một cái điều hết sức lưu ý để tạo cái vị thế cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đúng với thông lệ quốc tế. Vấn đề thứ hai là vấn đề đạo đức nghề nghiệp. Thì vấn đề này nó là một cái nghề rất đặc thù, cho nên phải có một cái điều khoản và nên bổ sung thêm vào trong cái điều khoản để làm tăng cái vai trò của các cái công ty, các cái nhà đầu tư, và cũng như là đồng thời có một cái sự giám sát chặt chẽ trong cái hoạt động kinh doanh của cái ngành đặc thù này. Tôi hy vọng rằng là thông qua sớm và đưa vào hoạt động thì thị trường Việt Nam sẽ khởi sắc và sẽ hoạt động một cách mạnh mẽ hơn. Tại buổi hội thảo, nhiều chuyên gia, thành viên thị trường đã có những ý kiến góp ý thẳng thắn trên tinh thần xây dựng, và tại đây, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có phần chia sẻ trao đổi để làm rõ thêm một số vấn đề nêu lên trong hội nghị. Những ý kiến góp ý đã được ban soạn thảo lắng nghe, ghi nhận và sẽ cân nhắc điều chỉnh nhằm giúp dự án luật hoàn thiện tốt nhất trước khi trình chính phủ và trình Quốc hội xem xét thông qua. Theo kế hoạch, dự án luật chứng khoán sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 năm 2019 và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 năm 2019.